Giật mình khi biết giá cách xe siêu khủng của Cô Tiên và Tin Tin dù mới 5 tuổi. Cả hai nhóc tỳ đều có khả năng kiếm tiền khi chưa biết chữ. Nhờ một số show truyền hình thực tế, bộ đôi ngôi sao nhí Cô Tiên và Tin Tin trở nên nổi tiếng, được nhiều khán giả cả nước biết đến. Hai nhóc tỳ sinh năm 2011 được săn đón và đi biểu diễn khắp nơi cùng các nghệ sĩ cha chú. Cuộc sống của hai bé dần có những sự thay đổi đáng kể vì bận rộn chạy show. Bên cạnh cuộc sống gia đình kém hạnh phúc hơn nhiều người vẫn tưởng vì sự rạn nứt tình cảm của cha mẹ. Một khía cạnh khác khiến người xem quan tâm không kém tới Cô Tiên và Tin Tin đó chính là giá cách xê mà hai bé nhận được. Thoải mái chia sẻ với báo chí, gia đình Cô Tiên từng tiết lộ, hồi giữa năm 2016, em nhận được lời mời đi Mỹ biểu diễn trong 3 ngày với giá cách xê là 7.500 USD, tức là gần 170 triệu đồng. Tuy nhiên vì bận thi thử tài siêu nhí và gia đình chưa hiểu rõ hợp đồng nên đã từ chối. Đây quả thực là một số tiền khủng đối với một đứa trẻ thậm chí còn chưa biết chữ như Cô Tiên. Ngoài ra, mẹ cậu bé cũng cho hay, tất cả số tiền mà con trai kiếm được từ tài năng bẩm sinh của mình, chị đều mang đi gửi ngân hàng để dành cho con, chứ nhất quyết không lấy tiền của con để thỏa mãn thú vui cá nhân. Về phía thần đồng 5 tuổi Tin Tin, nhân vật từng từ chối lời mời trình diễn của đài NBC Mỹ, từng gây sốt ở người hùng tí hon. Nhóc tỳ cũng hoàn toàn có khả năng bỏ túi một số tiền lớn mỗi khi đi diễn như Cô Tiên, dù nói tiếng Việt từ được từ không. Tiết lộ với báo chí, bà ngoại Tin Tin bộc bạch. Tin Tin vừa hát xong, khán giả phía dưới vỗ tay quá trời. Biết bao nhiêu người lên ôm hôn tặng bông chụp hình. Tôi với ông ngoại Tin Tin vui lắm. Nhận về cách xê 300.000 đồng cho cháu cũng thấy rất là hãnh diện. Vì mình nghĩ cháu mình chỉ mới 5 tuổi lại kiểu không biết cái gì. Được cho lên sân khấu là mừng rồi, chứ có đòi hỏi tiền bạc gì đâu. Đến đêm diễn thứ hai, mọi chuyện lại diễn ra như thế. Lần này khán giả ủng hộ cho Tin Tin còn nhiệt tình hơn. Bầu show trả cho Tin Tin cách xê 300.000 đồng cùng với lời hứa. Đêm diễn kế tiếp sẽ tăng giá gấp 10, từ 300.000 đồng lên thành 3 triệu đồng. Chưa hết, có đợt Tết chạy show liên tục, ngày nào cũng đi diễn, Tin Tin kiếm được cả 400.000 đồng. Thậm chí một đêm có thể phải diễn tới 3 show, em thu về khoảng 1 triệu đồng. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành chút thời gian để theo dõi kênh của chúng tôi. Nếu thích bất cứ video nào, các bạn có thể like và share. Nhưng đừng quên nhấp đăng ký kênh miễn phí để các bạn có thể theo dõi được nhiều video hấp dẫn khác từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!